Trong khi nhiều người còn đang lo sợ siêu bão Yagi, cơn bão được dự đoán là mạnh nhất thế giới năm 2024 đổ bộ, không ít người đã sốc khi phát hiện hình ảnh vệ tinh cho thấy hình dạng của bão Yagi trông giống như mặt quỷ, tưởng chừng như sắp nuốt chửng Biển Đông. Đáng chú ý là cảnh tượng này còn khiến người ta nhớ đến bức ảnh chụp vệ tinh siêu bão Matthew có hình đầu lâu nhe răng cười đổ bộ vào Mỹ năm 2016, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia lân cận khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Được biết trước đó, khi những gương mặt quỷ xuất hiện, thường thì điều ứng với một đại thiên tai nhân họa nào đó xảy ra. Điển hình trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, các hình vụ nổ trông như mặt quỷ cũng được chụp lại. Hay vào tháng 7 năm 1999, một bức ảnh chụp trái đất như hình mặt quỷ Satan được NASA chụp lại cũng thực sự gây chấn động. Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã gửi bản sao bức ảnh cho giáo hoàng cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Được biết, thời điểm này cũng là lúc chính quyền Trung Quốc phát động bức hại tàn bạo nhằm vào những người tu luyện Pháp Luân Tông vô tội.